Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng với kênh Tin Mới. Kính chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thật bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh của chúng tôi. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những tin mới nhất trong ngày. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Việt sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những nội dung sau. Lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc. Kính thưa quý vị, những trận lũ lụt nghiêm trọng gây ra bởi lượng mưa lớn liên tục ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử ở Trung Quốc, cũng như Giang Hoài và các phần phía đông của khu vực Tây Nam. Tính đến 9 giờ sáng nay, lũ lụt, mưa đá, sạt lở đất, dòng chảy mảnh vỡ và các thảm họa khác do lượng mưa lớn gây ra đã gây ra ở Giang Tô, An Huy, Giang Tây, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu và Vân Nam. 31.008 triệu người ở các tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương bị ảnh hưởng, 164 người chết và 26 người mất tích. Các tỉnh An Huy và Hồ Bắc bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Giang Tao, trưởng dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung ương cho biết lượng mưa lớn chủ yếu là do sự hội tụ của không khí lạnh và ấm. Cuối tháng 6, vùng Changguo đang bước vào mùa mưa. Một mặt gió mùa từ Biển Đông và gió mùa Nam Á từ vịnh Bengal di chuyển lên phía Bắc, đồng thời hai gió mùa này hội tụ về phía Tây của vành đai áp cao cận nhiệt đới, tạo thành dòng phản lực mức thấp và liên tục vận chuyển hơi nước lên phía Bắc. Mặt khác, không khí lạnh yếu từ phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam do đai áp cao cận nhiệt đới tương đối ổn định, cân bằng không khí lạnh và ấm nên đai mưa ổn định và liên tục là được hình thành sau giao điểm của Trung Lưu và Hạ Lưu sông Dương Tử và sông Hoài Hà. Kể từ khi kết thúc ảnh hưởng của cơn bão số 1 cho 3, vành đai áp cao cận nhiệt đới đã dần mở rộng về phía Tây, tăng cường luồng không khí ấm và ẩm phía Tây Nam trong quá trình này. Đợt mưa lớn mới là do rãnh di chuyển về phía đông tạo ra lượng mưa phía trước rãnh. Cũng giống như đợt mưa lớn kể từ cuối tháng trước, không khí lạnh từ phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và khối không khí ấm từ phía Nam giao nhau dữ dội ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử khiến lượng mưa lớn trở lại. Đồng thời, gió mùa hạ thịnh hành vào tháng 7, đối lưu hoạt động mạnh làm tăng quá trình mưa. Đợt mưa hiện tại ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử là mạnh nhất kể từ mùa lũ và cường độ đặc biệt mạnh. Trong một tuần qua, hầu hết Giang Hoài, Trung và Đông Giang Sơn, Bắc Giang Nam và Bắc Trùng Khánh, Đông và Nam Quý Châu, Bắc và Đông Nam Quảng Tây và các nơi khác mưa 100-300mm, Đông Hồ Bắc và An Huy. Khu vực miền Trung và miền Nam và Xi'an ở Hà Nam, Nam Kinh và Thường Châu, Taizhou ở Jiangsu, Yichun và Yuyang ở Yangtze, Yiyang và Yeyang ở Hồ Nam, Fangchenyang ở Quảng Tây, 400-600mm, 809mm ở phần phía Bắc của quận Hồng An, Hồ Bắc và 674mm ở phần phía Nam. Khu vực có lượng mưa trên 100mm là khoảng 500.000km². Vũ Hán, lượng mưa hàng tuần vượt giá trị cao nhất trong lịch sử, lượng mưa tích lũy là 574,1mm, phá kỷ lục 542,8mm trong 7 ngày từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 7 năm 1991. Chịu ảnh hưởng của lượng mưa lớn kể từ một tuần nay, đỉnh lũ số 1 và đỉnh lũ số 2 liên tiếp hình thành ở thượng, trung và hạ lưu sông Dương Tử. Dòng chính trung và hạ lưu sông của sông Dương Tử và hồ Đông Tinh và hồ Poyak vượt mức cảnh báo. Mực nước của nhiều nhánh sông Dương Tử đã vượt mức cảnh báo và nhiều nguy hiểm xảy ra ở kè chính của sông Dương Tử, kè của hai hồ và các kè phụ lưu khác. Theo ông Chen Min, phó giám đốc trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán sông Dương Tử, trong trận mưa lớn, gần 140 con sông và hơn 200 trạm trên lưu vực sông Dương Tử đã xảy ra lũ lụt trên mức cảnh báo. Trong đó có 21 sông và 21 trạm trải qua lũ lụt chưa từng có. Trước đó, thảm họa lũ lụt ở dòng chính Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, hai ao hồ và một số hệ thống dẫn nước ở Hạ Lưu sông Dương Tử không rút. Ngoài ra, lượng mưa lớn cũng khiến mực nước Hồ Thái Hồ vượt mức cảnh báo. Mực nước đã dâng lên 4,82m, có thể gần chạm mức nước cao kỷ lục mức 4,97m trong tương lai. Tính đến 9 giờ ngày hôm qua, lũ lụt, mưa đá, lở đất, dòng chảy, mảnh vỡ và các thảm họa khác do mưa lớn ở nhiều nơi khác nhau đã gây ra Giang Tô, An Huy, Giang Tây, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Tây,
31.008 triệu người ở 440 thành phố và quận tại 86 thành phố, quận tự trị thuộc 11 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương của Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu và Vân Nam bị ảnh hưởng. 164 người chết, 26 người mất tích, 1,993 triệu người khẩn cấp di rời tái định cư và 1,064 triệu người được hỗ trợ sinh sống khẩn cấp, 73.000 ngôi nhà bị sập. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 2.701,4 nghìn hecta, trong đó 673,6 nghìn hecta không thu hoạch, trực tiếp thiệt hại về kinh tế là 67,09 tỷ nhân dân tệ. Lũ lụt do lượng mưa lớn gây ra chủ yếu tập trung ở Chiết Giang, Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tô và An Huy trên lưu vực sông Dương Tử, trong đó có tỉnh An Huy và Hồ Bắc bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Lượng mưa lớn gây ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng ở Vũ Hán, Nam Kinh và các thành phố khác dọc theo trung và hạ lưu sông Dương Tử. Lượng mưa lớn ở nhiều nơi đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở một số đoạn của các tuyến đường sắt Bắc Kinh - Cửu Long, Bắc Kinh - Quảng Châu, Tứ Xuyên - Quý Châu và Nay - Côn Minh, dẫn đến một số lượng lớn các chuyến tàu bị hoãn do lượng mưa liên tục trong thời gian dài. Trước đó, hàm lượng nước trong đất đá bão hòa, đường sắt bất ngờ bị sập và làm gián đoạn giao thông ở các tuyến đường sắt. Đài quan sát khí tượng Trung ương đưa ra cảnh báo mưa bão màu da cam đầu tiên ở Trung Quốc trong năm 2022. Dự kiến trong tuần tới, các khu vực phía Đông Tây Nam, Giang Sơn, Nam Hoàng Hải, Giang Hoài, Tây Giang Nam, khu vực phía Bắc sông Dương Tử sẽ bị ảnh hưởng, có mưa rào, dông cục bộ kèm theo đối lưu mạnh như dông trong thời gian ngắn và gió giật mạnh. Trụ sở Phòng chống lũ lụt và hạn chế quốc gia đã phát động ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt cấp độ 3 kể từ 14 giờ ngày 30 tháng 7 và ban hành thông báo khẩn cấp về việc tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra và bảo vệ lưu vực sông Dương Tử, yêu cầu tất cả các tỉnh ở trung và hạ lưu sông Dương Tử tăng cường kiểm tra và bảo vệ các tuyến kè quan trọng trên các nhánh chính và phụ lưu của sông Dương Tử. Trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của các tỉnh Giang Tô, An Huy và Hồ Nam đã bắt đầu ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp độ 2 và trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của các tỉnh Hồ Bắc và Giang Tây đã bắt đầu ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp độ 3. Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Dân chính Trung Quốc đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp quốc gia cấp độ 4 đối với các trận mưa bão nghiêm trọng và lũ lụt ở các tỉnh Hồ Nam và Quý Châu. Sáng qua, Thủ tướng Lý Khắc Cường cùng với Phó Thủ tướng Uông Dương và Ủy viên Quốc vụ Dương Kinh đã bay đến An Huy và Hồ Nam để thị sát công tác kiểm soát lũ lụt và cứu hộ, cứu trợ thiên tai ở lưu vực sông Dương Tử và Hoài Hà. Vừa qua, cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hồ Bắc đã quyết định rằng để đối phó với tình hình lũ lụt và tình hình kiểm soát lũ nghiêm trọng ở lưu vực Hồ Liang Di, khu vực lớn thứ hai trong tỉnh và lớn nhất về trữ nước, khoảng cách 3,7 km giữa Hồ Liang Di và Hồ Niu San, hoạt động nổ mìn diễn ra suôn sẻ, mực nước Hồ Liang Di giảm xuống mức nước đảm bảo. Đồng thời, việc này cũng đóng vai trò phục hồi hệ sinh thái nước hồ. Sau khi lũ lụt xảy ra, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và lực lượng cảnh sát vũ trang đã huy động các cán bộ chiến sĩ đến Hồ Bắc, An Huy, Giang Tô, Giang Tây và các nơi khác để tham gia công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai, hỗ trợ địa phương chuyển những người dân bị mắc kẹt để loại bỏ tất cả các tình huống nguy hiểm và gia cố những đoạn nguy hiểm của kè sông. Để giảm áp lực kiểm soát lũ lụt ở trung và hạ lưu sông Dương Tử, đập Tam Hiệp đã giảm lưu lượng xả từ hồ chứa xuống 25.000 mét khối mỗi giây từ mức trung bình hàng ngày ban đầu là 31.000 mét khối mỗi giây kể từ lúc 9 giờ. Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán sông Dương Tử lại ban hành lệnh điều động yêu cầu hồ chứa Tam Hiệp giảm lưu lượng xả từ 25.000 mét khối trên giây xuống 20.000 mét khối trên giây. Chính quyền thành phố Vũ Hán đã đầu tư khoảng 13 tỷ nhân dân tệ để chuyển đổi hệ thống thoát nước ở khu vực đô thị trung tâm và sau 3 năm có thể chịu được 200 trận mưa lớn và mục tiêu về cơ bản không bị ngập úng trong các chức năng đô thị của thành phố trung tâm. Nhưng lượng mưa này vẫn gây ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng ở Vũ Hán. Về vấn đề này, văn phòng thoát nước của Cục nước Vũ Hán giải thích rằng, thứ nhất, địa hình của Vũ Hán thấp, không thuận lợi cho việc thoát nước. Thứ hai, lượng mưa lần này vượt quá giá trị cực đoan và lượng mưa liên tục hình thành trong vài ngày. Thứ ba, hệ thống thoát nước của thành phố Vũ Hán tiêu chuẩn xây dựng thấp, dễ bị ngập nước. Các chuyên gia bảo tồn nước cũng chỉ ra rằng lũ lụt chủ yếu do mưa cục bộ ở trung và hạ lưu sông Dương Tử và không nằm trong tầm kiểm soát của đập Tam Hiệp. Lũ chồng lũ làm giảm áp lực kiểm soát lũ ở trung và hạ lưu sông Dương Tử. Động đất Tứ Xuyên.
Kính thưa quý vị khán giả, theo tin tức chính thức trên Weibo của Cục Quản lý Động đất Tứ Xuyên, theo mạng địa chấn Trung Quốc, vào lúc 11 giờ 03 phút ngày 30 tháng 7, một trận động đất mạnh 4,7 độ Richter đã xảy ra ở huyện Bắc Xuyên, thành phố Miên Dương, Tứ Xuyên, với tiêu cự sâu 20 km và tâm chấn ở 31,83 độ vĩ Bắc, 104,18 độ kinh Đông, tâm chấn cách hạt Bắc Xuyên 36 km, cách thành phố Miên Dương 62 km và cách thành phố Thành Đô 132 km. Theo điều tra, trận động đất rõ ràng được cảm nhận ở khu vực động đất và trận động đất được cảm nhận ở Quảng Nguyên, Đức Dương, Thành Đô, Tử Dương, Yan và những nơi khác. Hiện tại chưa có báo cáo về thương vong và sập nhà, điện, giao thông, thông tin liên lạc và các cơ sở khác trong khu vực động đất vẫn bình thường. Lòng dân ổn định, trật tự xã hội bình thường. Sau trận động đất, Bộ Quản lý Khẩn cấp, Cục Quản lý Động đất Trung Quốc, tỉnh ủy Tứ Xuyên và chính quyền tỉnh đã hết sức coi trọng, đã tổ chức điều tra, xác minh tình hình động đất và theo dõi tình hình động đất. Cơ quan Quản lý Động đất Tứ Xuyên ngay lập tức triển khai khẩn cấp, phân công nhóm công tác hiện trường điều tra, tìm hiểu khu vực động đất, tổ chức các chuyên gia tiến hành phân tích và tham vấn động đất, đồng thời yêu cầu các trạm liên quan tăng cường hơn nữa công tác giám sát động đất. Theo phân tích toàn diện của các chuyên gia, trận động đất này cách trận động đất 4,6 độ Richter hôm qua khoảng 1 km, nó nằm ở giao điểm của đứt gãy Hiwa và đứt gãy Vấn Xuyên Maoshan. Từ năm 2010 đến nay đã có 7 nhóm động đất với cường độ 4,5 độ Richter trở lên tại khu vực dư chấn Vấn Xuyên. Theo cấu trúc, quan trắc địa vật lý, trình tự dư chấn cho rằng trận động đất Bắc Xuyên mạnh 4,7 độ Richter vẫn thuộc hoạt động dao động bình thường trong khu vực dư chấn Vấn Xuyên. Có 30 trạm địa chấn trong phạm vi 50 km tính từ tâm chấn và 129 trạm địa chấn trong phạm vi 100 km, khoảng cách trung bình giữa các trạm là 10 km, khả năng giám sát lên đến 1 và các dư chấn được theo dõi tốt. Cơ quan Quản lý Động đất Tứ Xuyên đã liên tục theo dõi, phân tích và nhận định tình hình động đất trong khu vực. Khu vực động đất thuộc khu vực phục hồi và tái thiết sau động đất Vấn Xuyên. Cường độ công sự của các tòa nhà là 8 độ, cường độ tối đa của trận động đất này là 6 độ, thấp hơn cường độ công sự. Nhiều trận động đất tương tự trong khu vực này đã không gây ra thiệt hại nghiêm trọng. 6 giây sau trận động đất, Cơ quan Quản lý Động đất Tứ Xuyên đã đưa ra thông tin cảnh báo sớm về động đất và công bố thông tin cảnh báo sớm cho công chúng ở Thành Đô và Miên Giang và quận Hengku thông qua thiết bị đầu cuối cảnh báo sớm, ứng dụng di động và đài phát thanh và truyền hình. Theo thống kê sơ bộ, 4.342 người dùng đã nhận được thông tin. Cũng trong cùng ngày, một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter đã tấn công huyện Xinhuen, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên. Một trận động đất có cường độ 5,1 độ Richter đã xảy ra tại huyện Xinhuen, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên vào sáng cùng ngày. Tâm điểm sâu 10 km, tâm chấn cách huyện Winsen 22 km. Trận động đất được cảm nhận ở Thành Đô, Trùng Khánh, Jinggong và những nơi khác. Các nhân viên của Ban tuyên giáo của quận ủy Xinhuen cho biết rằng các ứng phó cấp địa phương đã được phát động và không có báo cáo về thương vong. Sau trận động đất, đội cứu hỏa đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, các phóng viên nhanh chóng lập tức đến tâm chấn để tìm hiểu tình hình và 21 người của lữ đoàn đã đến tâm chấn để xác định tình hình thiên tai. Đội tìm kiếm và cứu hộ hạng nặng của biệt đội và các đội động đất xung quanh của Gongshan, Julian, Jiangnan và Changning đã tập hợp trong trại. Được biết, trận động đất đã gây ra những chấn động ở các mức độ khác nhau dọc theo đường sắt Thành Đô - Quý Châu, đường sắt cao tốc Menlu và một số nhà ga. Để đảm bảo an toàn cho hành khách, Cục Đường sắt đã nhanh chóng đưa ra phương án khẩn cấp, khẩn trương phong tỏa các đoạn tuyến liên quan, đồng thời kiểm tra các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Bị ảnh hưởng bởi điều này, một số chuyến tàu sẽ bị hoãn ở các mức độ khác nhau. Mạng lưới động đất Trung Quốc chính thức xác định một trận động đất có cường độ 4,8 độ Richter xảy ra tại huyện Hanyuan, thành phố Yayan, Tứ Xuyên, có tâm chấn khoảng 29,67 độ vĩ Bắc, 102,48 độ kinh Đông vào lúc 8 giờ 36 phút sáng hôm nay với tiêu cự là 20 km. Cư dân mạng ở Thành Đô, Lạc Sơn, Trùng Khánh và những nơi khác ở Tứ Xuyên cho biết họ cảm nhận được trận động đất. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương, Sở Cứu Hỏa địa phương đã xác minh với các nhân viên có liên quan ở thị trấn Jingdong và xung quanh thị trấn Liyuan, thị trấn Shanyao, thị trấn Sisi và những người có liên quan rằng trận động đất đã gây ra thiệt hại nhỏ cho một số ngôi nhà và không có báo cáo thương vong hoặc sập nhà. Hiện tại, đường giao thông vào tâm chấn đã thông suốt, điện liên lạc tại tâm chấn bình thường.
Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.